các bạn trẻ trong cộng đồng sáng tạo RGB đã cùng chàng trai đa tài Nhật Nguyễn chuẩn bị cho buổi triển lãm về Digital Painting Art. Đây là nghệ thuật vẽ tranh trên máy tính. Thay vì cỏ vẽ bản màu, các artist đã dùng máy tính và graphic tablet để tạo ra các sản phẩm hội họa ấn tượng. Nhật Nguyễn đang triển lãm và sẽ có buổi talk show về nghệ thuật này tại Mice Gallery, nhà ga 3A Tôn Đức Thắng vào lúc 14 giờ ngày 23 tháng 10.